Uh, xin chào các bạn hôm nay lý Cô Tô, thông tin chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu uh, bộ sen cây uh, của Cô Tô mang cái mã hiệu là ct bốn uh, 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 ct hai không bốn tám vks đây là bộ uh, sen uh, cây tấm lạnh của thương hiệu photo uh, với tích chất liệu được làm bằng đồng thau mà bromi và sản phẩm này thì nó có thể điều chỉnh được cái độ cao của cây sen tấm tắm uh, Mẫu uh, sản phẩm uh, Cotto CT uh, 2048 vf này thì nó có trọng lượng của sản phẩm khoảng tầm là 9kg Và mẫu này thì uh, có cái uh, lớp mẹ và uh, rôm rất là sáng bóng uh, Đặc biệt là cái mẫu sen này thì nó có thiết kế cái tay sen và bát sen khá là đặc biệt Với dạng hình uh, bát sen tròn uh, và thân bát sen khá là dài uh, Dây sen là dạng dây sen trơn giúp, giúp dễ, dễ vệ sinh non chùi và hiện tại thì mẫu quốc sen cây này đang được bán lại với lý của tô Tổ tuấn đức nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số điện thoại hotline hoặc là truy cập website tdm.vn cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại